bảy đại ngã mạng ma ngã mạng kinh văn hiệu bỉ định trung chư thiện nam tử kiến sắc ấm tiêu thọ ấm minh bạch tự vị dĩ túc hốt hữu vô đoan đại ngã mạng khởi như thị nãi trí mạng giữ quá mạng cập mạng quá mạng hoặc tăng thượng mạng hoặc ti liệt mạng nhất thời câu phát tâm trung thượng khinh thập phương như lai hà huống hạ vị thanh văn duyên giác việt dịch lại trong định ấy hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung thọ ấm tỏ rõ tự cho là đủ rồi bỗng không nguyên do khởi tâm đại ngã mạng như thế cho đến khởi tâm kiêu mạng tâm mạng quá mạng tâm tăng thượng mạng hoặc ti liệt mạng đều cùng phát ra một lúc tâm khinh thường cả mười phương như lai uống gì các bậc thấp như thanh văn duyên giác giảng lại trong định ấy hành giả thấy sắc ấm đã tiêu dung thọ ấm tỏ rõ tự cho là đủ rồi thấy mình đã có đầy đủ mọi thứ đã chứng được các quả vị đã chứng ngộ đã thành phật bỗng không nguyên do khởi tâm đại ngã mạn ngã mạn là một hình thức của kiêu mạn nó chẳng kính trọng người nào xem thường tất cả nghĩ rằng chẳng có ai được như hắn ta như thế cho đến khởi tâm kiêu mạn cống cao ngã mạng, một loại ngã mạng rất cao, tâm mạng quá mạng, cực kỳ ngã mạng. Tâm tăng thượng mạng không còn đối ngạo mạng nào cao hơn loại này nữa. Ngã mạng trồng lên tăng thượng mạng và ti liệt mạng. Cảm thấy mọi người đều thấp hèn hơn anh ta và khinh thường hết thảy mọi người. Đây là những tướng trạng khác nhau của ngã mạng đều cùng phát ra một lúc trong tâm khinh thường cả mười phương các đức như lai anh ta ngã mạng đến mức độ nào không chỉ ngã mạng đối với người mà còn ngã mạng đối với chư phật thế nên anh ta xem thường các đức như lai thế các ngài không được như anh ta nghiêm trọng biết bao khi quý vị thốt ra lời này huống gì nữa là những quả vị thấp như là thanh văn duyên giác anh ta càng xem thường những vị này thái độ của anh ta là các ông chẳng là gì cả chỉ là một vị a la hán tu hạnh tiểu thừa các ông có gì hay ho lắm đâu anh ta đã nghĩ mình cao hơn chư phật nhưng đáng tiếc là anh ta chẳng được tên gọi như vậy kinh văn thử danh kiến thắng vô vệ tự cứu ngộ tác vô cữu phi vi thánh chứng việt dịch đây gọi là kiến giải quá cao nhưng thiếu trí huệ để tự cứu nếu nhận ra thì không sai lầm đó không phải là chứng thánh giảng đây gọi là kiến giải quá cao cứu một trạng thái xảy ra ngẫu nhiên trong thọ ấm nhưng thiếu trí huệ để tự cứu người ấy không có trí huệ để tự cứu hộ lấy mình nếu nhận ra thì không sai lầm nếu nhận ra đây là do mê lầm của mình thì ma sẽ không có dịp phát huy tác dụng như người ta thường nói nếu anh hiểu biết tức không lầm lẫn nếu anh lầm lẫn tức thiếu hiểu biết nếu anh hiểu biết cũng giống như nắm thanh kiếm trí huệ chặt đứt mọi mê lầm đó không phải là chứng thánh cảnh giới này không phải là chứng thánh trường hợp ấy không phải là ông đã chứng được quả vị thánh